Mưa này xả nó tốt quá trời. Anh ốp đây. Đây, thôi để anh mầm tỏi cho em ốp đi. Đây. Đường, mắm, muối, bột ngọt. Nêm cái nhiều lần thế. Rồi, vợ chồng Bảy xin chào cả nhà nha. Hôm nay vợ chồng Bảy sẽ làm một cái món bò xào bún, phải lộn, bún bò. Bún xào thịt bò. Để có gì mình quay cho cả nhà xem chút cho vui nha. Cái này mình xào, nói chung là mình ăn cái gì mình làm theo cái kiểu cách của mình ăn vậy thôi, chứ nhiều khi bài bản thì nó không có đúng như theo như của người ta bán, cho nên cả nhà xem mà cũng thông cảm nha. Trời đất ơi, anh làm như là đầu bếp chuyên nghiệp chứ đừng có giỡn em. Đúng nghiệp luôn hả, dở vậy? Đã, bỏ cho cái dĩa đi. Mỏng phải không? Mỏng, đúng rồi, mỏng vậy đó, càng mỏng càng tốt. Trời ơi. Anh sắt cũng chuyên nghiệp lắm em. Hả? Anh sắt cũng chuyên nghiệp lắm á. Thiệt, mà công nhận mỏng thiệt. Gán tập đi, rồi sẵn đặng vài bữa dịch nó lớn rồi đặng đúng chú ra sắt chú cho dịch nó ăn. Hả? Đây là của cả nhà. Giờ đi ra nhổ mấy cái củ cải nè, vô mình sẽ làm nước mắm. Củ này bự nè cả nhà. Đó. Ừ, nè, củ này nhổ được rồi nè em. Cái này đâu nữa. Nổi rồi. Đó. Hai củ chắc đủ rồi ha. Củ hai củ được rồi, làm bỏ vô miếng nước mắm cho nó đẹp ngon. Ừ trời, hai củ được rồi cả nhà ơi. Mình để làm nước mắm chua ngọt á. Cái mình sắt củ cải trắng nè, để vô. Rồi, cắt thêm mấy cọng rau sống nữa cả nhà. Đây, chúng ta có giá nè, rau thơm nè, bún nè, củ sắn nè, củ hành nè, thịt bò nè. Với lại mấy này hồi mình làm nước mắm cả nhà. Em bằng xả luôn, bằng xả rồi xào luôn. Bún xào thịt bò. Rồi, bây giờ mình sẽ rang đậu phộng, rang hết luôn em. Rồi, đây. Giờ Bảy sẽ chỉ cho con gái của Bảy gan nha nè. Đó, con làm vậy đó. Chú quay đều tay vậy đó con. Ha. Đó, coi cha làm nó rồi đâu, con làm theo nó vậy đó. Giống như con xào đồ ăn vậy đó. Rồi, tới. Rồi, cái sạn này được rồi, con dưới cây đu bếp được rồi. Hai chị em quơ đi. Gan hồi sao còn có mấy hộp đi nha mấy con. Chị bông móc tay bữa nay bông nở đẹp quá cả nhà.
Rồi, để cha thử hột nữa nha. Thử coi. Rồi chín chưa? Gần rồi con ơi. Cái này mới 8 mà chưa chín. Hai chị em gắn gan chút xíu ở đây là mới thấy ra chín. Nữa nó vàng luôn. Ừ, nửa lần tàn ra mới ngon con. Chín rồi, nhưng mà cái chưa giòn chút nữa. Trời đất khánh thần ơi. Nó gan gan tùm lum hết trơn rồi. Đây, củ cải trắng hồi nãy mình mới nhổ vô cả nhà. Giờ sẽ bào ra, bào ngâm muối để hồi mình làm chung với nước mắm. Thế em bỏ thêm miếng cà rốt cho có màu chút xíu, mấy cọng. À, đây, cà rốt. Cà rốt này người ta trồng chứ không phải mình trồng nha cả nhà. Chỉ có củ cải trắng là mình trồng thôi. Coi chừng thắng bốc lửm nha. Biết thắng chút nhờ là nhờ thắng làm gì không anh? Gì? Này nè, đậu phộng á, lột vỏ. Ờ, lột vỏ đúng rồi. Rồi, thôi đó, thôi con thắng đúng không? Bây giờ tới làm nước mắm nha cả nhà. Gì vậy? Gõ gàng. Thôi ba chị em nó là hồi chắc hết cái gỗ lột vỏ của tôi quá. kêu lửa này như là tắm cáp nha. Lửa đậu. Lửa đậu với lửa lúa với lửa gì? Lửa học nát với học nguyên. Ở vậy hả? Thắng nó làm củ gục luôn rồi kìa. Đưa cho nó ăn hột liền hết củ gục liền gì? Nè nè. Nó tỉnh hả? Học này là tỉnh luôn á. Xả, tỏi, hồi mình để mình làm. Hành nè. À, củ sắn, bò. Rồi chuẩn bị xong cho rồi, chỉ cần lên lửa là mình xào là có thể ăn được liền. Rồi bây giờ xào thôi cả nhà ơi, chuẩn bị ăn được rồi. À, cho hai bé bắt đầu, hai bé bắt bún gà tô. Công nhận có con gái dẫu thiệt, lớn nhờ được chân à. Gái lớn nè. Đây đây, đây là gái lớn nè. Bên đây gái hay nhỏ nhỏ nè, xíu nè. Còn kia là gái bé xíu nữa kìa. Bé Nhi là phải kêu em Vi bằng chị nha. Trời, cái tô nào của mấy con không ăn giá thì không bỏ giá. Mấy tô con nhỏ nhỏ đó nó dễ cho con lắm. Xào có sáng cho nó mềm trước rồi bỏ hành tây vô, bỏ thịt bò sau cùng. Trong nhà anh sắc đẹp thiệt anh ha. Đều luôn. Trời đất ơi, bảy là mà đâu có tệ em. Rồi hai đứa con bắt bún xong chưa? Bắt bún. Bắt bún là kêu bắt gato là dùng cái từ là bắt bún. Tức là bắt gato chứ không phải là bắt sống hay bắt chết. Ghẹo cha mày hả mày?
Bún bún có sống đâu mà chăn. Đúng không? Rồi bây giờ mình để hành tây vô, mình xào luôn cả nhà ơi. 11 giờ 16. Thơm mùi gì không? Thơm mùi gì? Xả. Xả đúng rồi. Rồi xong rồi cả nhà ơi, sâu bột luôn rồi. Bây giờ là đưa ra ngoài tô bún là xong. Rồi. Đớp bụng rồi phải không? Trời, bắt ta làm nữa hả? Cha kêu tụi con làm á là hả cho nó hả đói bụng ăn nó mới ngon, phải không? Mắm đâu? Chút mắm đằng tô. Đây, vậy là xong một tô nè cả nhà. Nhưng mà mấy bé không có ăn rau giá. Có. Có không? Có. Bởi vì có ăn giá. Trang vô tới 5 muỗng nữa nha. Còn có tô này lạ nhất là của chị Hai đây. Tại chị Hai không ăn bò. Rồi, Trang vô đây con, ăn đi. Trang vô 5 muỗng đó Thắng. 5 muỗng rồi bỏ luôn. Bạn. Bỏ ăn luôn. Ăn đại đi, có chết đâu. Cái là mấy cộng vậy. Cộng đó hành với lại củ sắn đó con. Anh đây tôi cho cả nhà nè nha anh. Nha. Ờ. Nè, cho cả nhà nè. Đây nè cả nhà. Tô bún thịt xào của Bảy đã hoàn thành. Rồi, bây giờ xin mời cả nhà dùng bún thịt xào với gia đình Bảy nha. Xin mời. Rồi, xin mời cả nhà nha. Con trai mà. Trai. Đang nó tuôn, đang nó mắm. Ngon không cả nhà? Ngon quá trời ngon luôn rồi. Trời đất ơi. Anh chắc ăn cũng hết của anh luôn á nha, không ăn đi nha. Đó. Từ từ. Cả nhà ăn thấy ngon là Bảy vui rồi. Bảy nhịn luôn cũng được nữa. Băng gắt quá. Nãy em chào ngoài miếng mới đâu có chọn cho nó thịt bò miếng ướp á. Tốt nhiều thịt đó là phải bằng miếng. Ra thấy Bảy miếng luôn nha. Rồi. Bỏ lại cho luôn. Từ từ em ơi. Thắng giỏi không? Vô lấy cục đá bỏ nước vô uống con. Đúng rồi, có nước nè.
lấy đá con, lấy đá đi làm ca trà đá thôi. Phục vụ với con, phục vụ đi họ bấy bo cho ha. Ngon quá, hấp dẫn quá. Không biết hấp dẫn không, con gái hơn 2 tô rồi. Một tô thêm đồng mi nhỏ nhỏ nữa. Ừ. Ngon á. Đâu, thử một cái coi. Xin mời cả nhà. Cái gì vậy? Thịt bò này chắc hơi bự. Nhưng mà bò này nó mềm. Mềm bự mình không nó. Bò mềm ngon cả nhà. Hồi sáng mua á, nhờ cái cô bán thịt à. Cô cắt luôn. Cổ cắt mỏng nhưng mà cái rác đó nó to bự. Nhưng mà bò này mềm, gặp bò dai là kiểu như là nuốt chẩn trắng chẩn dọc luôn á. Hai con đua gì? Có được ai thắng? Có bị thắng rồi. Hai tô nha. Hai tô đó nha. Có bị ăn hai tô mà con ăn tô chưa xong. Gan có đủ không? Có đủ gan không? Thôi cho tao đi vô con. Thắng hai nước rồi à. Ngon nước chưa? Ngon lắm cả nhà. Cái món này nè, dễ ăn. Người nào ăn bò được là rất là dễ ăn, ngon lắm. Nhanh gọn lẹ. Lên giỏng ha. Lên giỏng rồi ha, lên giỏng ha. Hết luôn anh, trong chả hết trơn luôn rồi đó. Đúng không? À, xong hết rồi. Rất ngon. Vừa ăn á. Máy hết, máy xay rồi á. Nó bào, nó bào, nè máy nè. Đó. Nè bây giờ đặt sữa sao lâu, đặt khuôn sữa trước em nè. Đặt đi trước. Sao khuôn sữa? Khuôn sữa đi. Khuôn sữa đây, rồi ngồi đây đi. Rồi, trật tự, trật tự, xin mời quý vị vô bàn ngồi. Rồi, xúc ra. Đây cái Sigo. Đây là Sigo. Sữa hồng hả? Sigo cam nha cả nhà. Sigo cái gì á? Bỏ sữa vô luôn. Sữa hồng hả? Đây. Rồi làm đi. Wow. Uống lá bào này bà. Ngay trời mưa này trời ơi đã luôn á. Đẹp quá. Anh vô đây. Mẹ đi. Đã quá. Ôi bữa nay bán đá bào đắt quá trời cả nhà ơi. Bán đá bào ngay trời mưa, im quá. Ủa, cái này hả? Cái này chắc 10 ngàn nè. Hết, tích nát mỗi khi đá ly còn có nữa. Tại sao có lợi chứ. 5 ngàn một ly. 5 ngàn một ly rồi lại á, sao được. Sao, ngon không mấy đứa con? Kỳ quá hả, bán gì hả? 5 ngàn ly được không hả? Hả? 3 ngàn thôi. 3 ngàn hả? 3 ngàn bán luôn. Hồi sớm giao kèo rồi mà quét sân rồi phụ công chuyện bo cho 2 ly luôn, mỗi một em 2 ly. Lúc đó còn nhỏ xíu à? Không nhớ, lúc đó còn tính gì đấy, cái tô cái bà gì bà gì biết không? Nó xỉu quá, nó xỉu quá luôn. Cái này nhặt đồ hay gì á, kêu nó lấy cái tô nó hết hồn. Bà bị bệnh tim. Chính chuyện quá ấy. Bắt người ơi, mới bắt người ơi chứ bà thấy nó xỉu quảng hồn. Quảng hồn chạy về.
bên tim. Không chạy là đỡ bả mà chạy về hết hồn luôn. Quá, nó có ghê mạnh trước hồn nó đánh này á. Dạ 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 dạ. Giờ có ăn đề mi thêm, kêu đề mi thêm nha, cho cái đề mi nó bào đi. Bỏ thêm vô. Cái gì có sữa không vậy? Bỏ vô. Có không? Có. Bỏ thêm vô, bỏ thêm mấy miếng cá vô. Có, phải có sữa mới được à. Có, nãy trước có sữa ít quá à. Thêm miếng ở đây. Thêm vô. Thêm vô, cho nó đậm bò. Ủa, nó bào có đồng hậu không chị hai? Không. Rồi, hấp dẫn lắm cả nhà ơi. Sau khi ăn bún xong rồi có thêm một ly đá bào nữa. Còn gì bằng. Ăn xong mới trời mưa, uống đá bào ngay mưa luôn. Uống nhiều là lạnh rồi đó. Rồi, xin mời cả nhà. Sao mà nó thơm mà nó béo, sữa đã rồi. Thơm rồi, tưởng có gì trời. Lâu rồi, đứng ra lâu rồi, đâu uống đá bào ha. Cái 20 năm rồi đó. 20 năm mới uống lại đó. Thấy không? Chỉ gì nữa, hồi đó ngoại bán ở đây. Rồi sao má bán vậy? Có, má bán bún nhiêu với đá bào. Rồi đó đi đá bào có 200 đồng đó, tính đi giờ. Mình đây 5 ngàn rồi, 5 ngàn. Con, mát không? Lại lạnh luôn rồi. Lạnh luôn. Chị gâu, chị gâu dâu. Nước uống có 2 ly rồi. Sữa. Đèn nét ơi. Uống đá bào ngay trời mưa. Lạnh rung luôn. Cũng vậy. Nó gùng uống hàng liền. Hai đồng mi nữa đi chị hai. Thôi lạnh rồi, lạnh bụng rồi. Thêm cái đồng mi nữa em. Rồi, sau khi hôm nay Bảy chia sẻ với cả nhà cái video này xong, Bảy cũng dừng video ở đây. Tạm biệt cả nhà, hẹn gặp lại cả nhà vào những video tiếp theo nha. Cảm ơn cả nhà rất nhiều. Vô à. Ông này vô nhâm nhâm nè, 1, 2, 3, vô. Hết luôn nha, đúng cạn, đúng ly à. Nó kêu luôn rồi. Chưa hết nha. Trời ơi, nó găng. Chưa hết. Mới vô cái hết luôn nè. Trời ơi, găng thì đúng nhâm nè, con nè, tìm vô. Trời ơi, nhây ra. Rồi, đây quá. Bị ế. Công nhận cái lò bào này ngon thiệt chứ. Như là như là tiếp luôn á. Rồi em nghĩ tiếp ha. Như là. Bởi vì nãy là một ly mặn nhi nó dầm xuống có nửa ly à. Ê, ém rồi á. Ém chưa rồi mà dầm còn có nửa ly à. Cái này cũng lâu tan.